Sưởng tượng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức tiểu đồng thổi sáo đang ngồi trên lưng trâu các bác nha. Chất liệu gỗ chắc đỏ đen, hàng đã peridot các bác nhé. Màu rất đẹp luôn các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy ạ, hàng siêu vip siêu đỉnh cho các bác ngắm đây. Đẹp không tì vết các bác nha. Bác nào tuổi trâu thì dây ngay những tác phẩm này về, vừa hút tài hút lộc cho gia đình nhà mình, lại có thêm một tiểu đồng đem lại một sự may mắn, hạnh phúc và đông vui trẻ con trong nhà các bác nha. Lúc nào mình cũng thấy vui vẻ trong nhà vì có trẻ con đây ạ. Hàng đẹp và đục sắc nét các bác nha. Kích thước có thể để ở bàn làm việc, bàn uống nước các bác nhé. Bầu gỗ thì siêu đỉnh luôn các bác nhé. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này ạ. Ưng tác phẩm này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc gọi điện thoại hoặc nhắn tin Zalo vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn các bác nha. Các bác xem xong video nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tượng Gỗ ạ, để cập nhật các video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.